Trên màn hình mà quý vị đang nhìn thấy là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Đầu tư Bất Động sản Thăng Long Land đối tượng trốn truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng dùng chiêu thức mua bán đất nền, chiếm đoạt tiền của khách hàng. Trong lúc lẫn trốn đi xe khách từ Nghệ An và phía Nam, đối tượng bị phát hiện, bắt giữ. Sáng 21 tháng 2, tại km 1028-200 tuyến quốc lộ 1A thuộc xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an tỉnh Bình Định bắt giữ ông Nguyễn Đức Tuân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Bất động sản Thăng Long Len. Sau khi bắt giữ, ông Tuân được giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Định tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền. Theo điều tra ban đầu, trong quá trình ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Thăng Long Len và một khách hàng, ông Tuân đã nhận của khách số tiền 500 triệu đồng để mua bán đất nền nhưng không hoàn thành thủ tục cấp phép, không thực hiện theo nội dung trong hợp đồng đã ký kết hiện Thăng Long Land không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.